Những vụ trộm táo tợn, những mánh khóe không thể ngờ, những chiếc xe máy đắt tiền luôn là món mồi ngon cho kẻ gian. Và với một loạt xe máy đắt tiền đang được trưng bày trước cửa hàng như thế này, sẽ có tình huống bất ngờ nào xảy đến không? Chắc chắn là không, vì những chiếc xe máy này đều là xe mới và không biển số, đương nhiên là sẽ không có xăng để di chuyển. 12 giờ trưa tại một cửa hàng bán xe gắn máy. Có lẽ đã đến giờ nghỉ trưa của nhân viên nên camera an ninh không ghi nhận được bất cứ giao dịch mua bán nào, kể cả nhân viên trong xe cũng vắng bóng. Hai dãy xe máy được dựng ngay ngắn, thẳng tắp. Chỉ duy nhất một chiếc xe máy được dựng lẻ loi phía trước và một người khách tiến đến. Anh ta đến cửa hàng xe máy nhưng trong bộ dạng thì không có vẻ gì muốn xem xe cả. Vẫn yên vị trên xe máy của mình và quan sát, người khách thứ hai đi bộ từ phía ngược lại. Và tình huống bất ngờ xảy đến. Cả hai nhanh chóng rời đi với chiếc xe máy đậu lẻ loi trước dãy xe trưng bày. Đây rõ ràng là một chiếc xe máy để bày bán khi lớp nhựa trên yên xe vẫn chưa được gỡ bỏ. Lấy xe đi mà không thanh toán tiền, vẻ mặt lại bất thường, hai người đàn ông lộ nguyên hình là những kẻ trộm. Thế nhưng đi trộm một chiếc xe trưng bày mà không có xăng, hai kẻ trộm đó sẽ bỏ chạy bằng cách nào? Đó chính là một trong hai tên trộm đã đẩy bộ chiếc xe ăn cắp được và tháo chạy. Vài giây sau, hàng loạt nhân viên trong cửa hàng phát hiện vụ trộm và đổ xô ra truy đuổi. Người thì chạy bộ, người đuổi theo bằng xe máy. Hai tên trộm đang đẩy xe chạy bộ, liệu có tẩu thoát được không? Trưng bày hàng loạt xe máy và đinh ninh rằng không thể mất trộm vì xe không có xăng. Nhưng chủ cửa hàng xe máy này và tất cả nhân viên đã sai lầm khi gặp phải hai tên trộm liều lĩnh. Góc quay của camera an ninh này đã không ghi lại được kết quả của cuộc rượt đuổi. Thế nhưng với hàng loạt nhân viên trong cửa hàng cùng truy đuổi hai tên trộm với một chiếc xe máy không có xăng thì kết quả có thể đoán được. Theo camera an ninh tại quán nước ghi lại được, quán lúc này đang vắng khách. Chỉ có 4 chiếc xe máy đang đậu phía bên trong của quán. Một người thanh niên đội mũ bảo hiểm đang loay hoay với chiếc xe máy đắt tiền. Có phải chiếc xe này đang bị hỏng hay có một nguyên nhân nào khác chăng? Chuyện gì đã xảy ra? Xem lại tình huống này một lần nữa, đồng hồ trên camera lúc này hiển thị khoảng 16 giờ. Xe cộ lưu thông trên đường đã dần dần đông đúc hơn. Quan sát thật kỹ, có một người bảo vệ ngồi ngay trước quán để trông chừng xe. Đột nhiên có hai người đi trên xe máy dừng lại, chắc là để hỏi thăm đường. Nhưng người thanh niên ngồi phía sau xe vội vàng bước xuống, đứng gần người bảo vệ và nhìn ngó vào bên trong quán. Có lẽ họ đang tìm người quen trong quán chăng? Nhưng không, người thanh niên này tiến về phía cổng phụ bên hông của quán và bất ngờ anh ta hạ thấp người xuống, chui qua cổng rào và tiến gần đến chiếc xe máy đắt tiền mà anh ta đã quan sát từ trước. Hắn đã hiện nguyên hình là một tên trộm, còn tên đồng bọn của hắn vẫn ngồi trên xe đậu ngay trước cổng chính để khi cần sẽ ra tay yểm trợ hắn tẩu thoát. Và hành vi trộm cắp này có bị phát hiện hay không? Chẳng những không hề bị phát hiện, tên trộm còn thản nhiên đứng thẳng lên để cậy khóa xe dễ dàng hơn. Lợi dụng sự sơ hở của chủ quán và người bảo vệ, dùng lại chiêu trò đánh lạc hướng quen thuộc, tên trộm đã cậy khóa xe thành công và đưa chiếc xe máy ra khỏi quán một cách rất dễ dàng, mà người bảo vệ và cả nhân viên bên trong quán không hề phát hiện ra. Một người đàn ông chạy như bay ra khỏi cửa hàng. Người bán hàng hốt hoảng chạy theo. Một người phụ nữ bên kia đường cũng chạy ra theo dõi vụ việc. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Trở lại 30 giây trước đó, người đàn ông đầu đội nón bảo hiểm ngang nhiên đi vào cửa hàng vắng chủ. Để làm gì? Một vụ cướp táo bạo chăng? Nhưng không, làm sao có thể cướp giật khi chủ nhà đứng sừng sững như thế này? Điều đáng nói chính là hai thanh niên này nhìn ngó xung quanh và rất nhanh chóng tiến đến con mồi. Hả?
Và chỉ cần một giây, anh ta bẻ khóa chiếc xe máy thành công. Bất ngờ, người bán hàng phát giác và... Thế vậy, người đàn ông liền phóng như bay ra cửa. Liệu anh ta có giành lại được chiếc xe của mình hay không? Vì sao tên trộm lại có thể lấy chiếc xe một cách dễ dàng như vậy? Trước đó, hai tên cướp đã quan sát rất kỹ chiếc xe ngoài cửa hàng. Có lẽ chủ xe đã lỡ quên để chìa khóa ngay trong ổ khóa trên xe chăng? Bởi vì tên cướp chỉ cần một giây, duy nhất một giây, và sẵn sàng cao chạy xa bay cùng chiếc xe. Còn chủ nhân chiếc xe thì mặc sức la hét trong vô vọng. Như vậy, người đàn ông này vừa bước vào cửa hàng mua đồ chưa đầy một phút thì chiếc xe đã bị cướp mất. Nguyên nhân, chiếc camera an ninh lắp đặt chỉ để lập cảnh. Chủ cửa hàng thờ ơ, không quan sát. Còn chủ nhân chiếc xe thì quá bất cẩn, hớ hên với tài sản của mình. Và hậu quả đã quá rõ. Những tên trộm cướp ra tay một cách liều lĩnh. Những món đồ đắt tiền luôn là mục tiêu của bọn trộm cướp. Nhiều nạn nhân đành bất lực nhìn tài sản của mình biến mất trước sự táo tợn của kẻ trộm. Camera cận cảnh đã đề cập đến khá nhiều vụ trộm mà nạn nhân không thể làm gì khác hơn là thở dài tiếc nuối. Và lần này sẽ là câu chuyện cảnh giác nào được đề cập đây? Hình ảnh được camera an ninh ghi lại ở phía trước một ngôi nhà vào ngày 2 tháng 7 năm 2017. Hơn 22 giờ đêm, đường phố đã vắng dần người qua lại. Có hai chiếc xe máy đắt tiền được dựng ngay ngắn trước cửa một căn nhà. Thế nhưng không hề có người nào trong xe. Mà trời thì đang dần về khuya và càng vắng người qua lại. Một thanh niên tần ngần bước đến. Anh ta ngó nghiêng chiếc xe đắt tiền. Liệu anh ta có phải là một kẻ trộm đang quan sát mục tiêu của mình như những vụ trộm cắp mà camera cận cảnh đã từng đề cập? Thế nhưng anh ta chỉ chú tâm quan sát chiếc xe, không hề láo liên xung quanh như thói quen kẻ trộm. Vài giây sau đó, anh ta bỏ đi. Có lẽ anh ta chỉ là một người khách qua đường dừng chân ngắm chiếc xe đẹp. Thế nhưng không, vài giây sau đó anh ta quay trở lại, vẫn tiếp tục ngắm nghía chiếc xe đắt tiền. Và lần này có vẻ rất cẩn thận quan sát xung quanh. Rồi đột nhiên anh ta tiến đến chiếc xe máy bên cạnh, ngồi hẳn lên xe và... Hành động bẻ khóa quen thuộc của những kẻ trộm. Người thanh niên lộ diện mình là kẻ gian và đang có ý định muốn lấy cắp chiếc xe máy đắt tiền này. Cùng lúc đó, trên đường xuất hiện hai người đi bộ. Liệu vụ trộm có bị phát hiện? Xem kỹ lại tình huống, có vẻ nhận thấy chiếc xe máy bên phải khó bẻ khóa. Tên trộm đã chuyển mục tiêu sang chiếc xe máy đắt tiền bên cạnh. Khá bình tĩnh, tên trộm thản nhiên tiếp cận chiếc xe máy đắt tiền rồi bẻ khóa. Hai người dân đi bộ ngang qua tên trộm. Nhưng họ chỉ là những người đi đường, cho nên hoàn toàn không phát hiện vụ trộm đang diễn ra ngay bên cạnh mình. Và thêm một tình huống bất ngờ nữa. Một người thanh niên từ trong nhà lao ra chạy thẳng đến kẻ trộm. Tên trộm hốt hoảng bỏ lại chiếc xe và tháo chạy. Những người trong nhà cũng ào ra đuổi bắt trộm. Có lẽ những người phía trong nhà đã kịp phát hiện ra sự việc khi tên trộm còn chăm chú bẻ khóa xe. Chiếc xe máy ngã chống chơi trên đường. Chủ nhân của chiếc xe đã rất may mắn khi không mất tài sản nhờ phát hiện kịp thời vụ trộm diễn ra ngay trước cửa nhà. Chương trình Camera Cận Cảnh đã từng đề cập đến nhiều vụ trộm, qua đó gửi lời cảnh báo đến những người chủ cửa hàng. Hãy luôn đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn bất ngờ của trộm. Những cửa hàng vắng khách, ít nhân viên trông coi là những mục tiêu mà kẻ trộm thường nhắm đến. Và những chiếc điện thoại hớ hên, những chiếc xe đắt tiền luôn là món mồi ngon của kẻ trộm. Thế nhưng với tình huống ngày hôm nay, một cửa hàng với khá đông nhân viên và khách hàng như thế này, thì trộm có dám ra tay hay không? Bảy giờ 30 phút tối, tại một cửa hàng điện thoại. Thời điểm này trong cửa hàng có ít nhất 3 nhân viên và 4 khách hàng. Các nhân viên có vẻ rất bận rộn với công việc của mình. Hãy chú ý vào một vị khách hàng đứng gần cửa ra vào. Anh ta có những biểu hiện khá kỳ lạ. Cầm một chiếc điện thoại trên tay xem xét. Nhưng có vẻ anh ấy không chú ý nhiều vào chiếc điện thoại mà cứ nhìn xung quanh quan sát. Và đôi lúc là ánh mắt hờ hững nhìn ra đường.
Và khi cô nhân viên vừa quay mặt đi thì người khách bước nhanh ra ngoài mà vẫn cầm theo chiếc điện thoại trên tay. Và khi phát hiện ra sự biến mất của người khách, cô nhân viên này chỉ kịp thốt lên rồi vội vã chạy theo. Chỉ một cái quay lưng bất cẩn của người nhân viên, tên cướp đã nhanh chóng tẩu thoát cùng với chiếc điện thoại trên tay. Có thể thấy, tên cướp hành động khá chuyên nghiệp, cẩn thận quan sát xung quanh, chiếc khẩu trang đeo hờ để che mặt và ra tay một cách chớp nhoáng. Và điều đáng nói là khi phát hiện ra sự việc, cô nhân viên này đã lẳng lặng đuổi theo tên cướp mà không hề truy hô. Và chiếc tủ kính trưng bày được thiết kế theo chữ L vô tình trở thành một chướng ngại vật ngăn cản cô gái đuổi theo tên trộm nhanh hơn. Khi những người trong cửa hàng phát hiện sự việc thì tên cướp đã cao chạy xa bay. Gợi lòng tham, trộm ngay giữa phố xá đông người là những vụ trộm trắng trợn mà chương trình camera cận cảnh luôn đề cập đến mỗi tuần. Và một vụ cướp táo bạo giữa ban ngày ngay tại cửa hàng cũng sẽ được đề cập ngay sau đây. Khoảng 14 giờ, tại một cửa hàng trong một con hẻm nhỏ, lúc này chỉ có một người phụ nữ trông coi cửa hàng. Đối với chủ cửa hàng, tiếp đón một vị khách đến mua hàng là việc diễn ra hàng ngày. Có lẽ vì vậy mà người phụ nữ bán hàng đã mất cảnh giác với vị khách trông có vẻ rất bình thường này. Ăn mặc lịch sự, trên vai mang ba lô, người thanh niên lựa chọn một chiếc mắt kính. Để tránh khỏi sự chú ý và quan sát tình hình, người thanh niên liên tục yêu cầu chủ cửa hàng lấy hết món hàng này đến món hàng khác. Người chủ cửa hàng này vẫn kiên nhẫn đáp ứng nhu cầu của người khách này, mà không hề biết rằng một tai họa đang rình rập, có thể là chiếc xe máy đắt tiền đang đậu giữa cửa hàng hay một vật đắt tiền nào khác chăng. Đúng lúc người phụ nữ quay mặt vào trong, người khách hàng đã lộ diện là một tên cướp hung hãn. Hắn rút từ trong túi ra một con dao, bịt miệng, đe dọa và vật lộn quyết liệt với nạn nhân. Người phụ nữ sẽ nhanh chóng đầu hàng tên cướp có hung khí chăng? Nhưng quá mạo hiểm, phản ứng dữ dội của người phụ nữ khiến người xem cũng cảm thấy lo sợ. Có thể tên cướp sẽ liều lĩnh xuống tay, liên tục giằng co quyết liệt với tên cướp. Người phụ nữ còn lao theo tên cướp đã tháo chạy và liều lĩnh nắm áo tên cướp kéo lại khi hắn đã nhảy lên xe định tẩu thoát cùng đồng bọn. Nhưng rất may mắn, nhờ có sự xuất hiện kịp thời của hàng xóm nên hai tên cướp đã bỏ của chạy lấy người. Có thể nói sự chống trả quyết liệt của người phụ nữ đã làm hai tên cướp thất bại. Nhưng chương trình camera cận cảnh xin được cảnh báo, trong rất nhiều trường hợp cướp giật, bọn cướp có hung khí sẵn sàng ra tay tàn độc với nạn nhân nếu nạn nhân chống cự. Do đó khi gặp phải trường hợp tương tự, mong rằng các nạn nhân hãy bình tĩnh ứng phó có chừng mực, mưu trí và khéo léo để bảo vệ điều quý nhất, quý hơn cả tài sản bị cướp. Đó là sự an toàn cho chính mạng sống của mình. Việc để cho trẻ em trong nhà luôn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khi vì không đủ sức khỏe, kỹ năng để phòng vệ trước những tình huống xấu. Và trong tình huống ngày hôm nay, điều gì sẽ xảy ra cho cậu bé này đang ở nhà một mình? Trong khi đó, phía trước cửa nhà là hàng loạt xe gắn máy đắt tiền cùng với một người đàn ông đang lấp ló. Đây là hình ảnh được ghi lại bằng camera an ninh của một ngôi nhà. Phía trước ngôi nhà có 4 chiếc xe gắn máy đang được dựng ngay ngắn. Giày dép để khá nhiều ở bậc thềm. Điều này cho thấy trong ngôi nhà đang có khá nhiều người. Một người đàn ông đang đứng tần ngần phía cửa. Anh ta là ai? Một người khách của ngôi nhà này chăng? Thế nhưng hành động lấp ló này cho thấy anh ta dường như chỉ muốn quan sát ngôi nhà qua lớp cửa kính nhiều hơn là bước vào. Một lúc sau, anh ta quyết định mở cửa kính và bước vào ngôi nhà. Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, anh ta lao ra khỏi nhà một cách vội vã, leo lên xe và phóng đi thật nhanh. Điều gì đã khiến người đàn ông rời khỏi ngôi nhà một cách vội vã như thế? Đây là hình ảnh của góc camera an ninh phía trong ngôi nhà. Trong nhà không có một người lớn nào đang trong nhà ngoại trừ một cậu bé. Cậu bé thì đang mải mê dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay. Ngay từ khi bước vào, người đàn ông nhanh chóng tiếp cận cậu bé. Người đàn ông lúc này lộ diện mình là một kẻ cướp, khi nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại của cậu bé và bỏ chạy thật nhanh về phía cửa. Tình huống diễn ra khá chóng vánh, chỉ trong vòng 15 giây.
Cậu bé thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, mặc cho tên cướp chạy nhanh về phía cửa. Một lúc sau, em bé này mới hoảng hốt chạy vào phía sau nhà, có lẽ là báo sự việc với người lớn. Còn tên cướp thì đã cao chạy xa bay với chiếc điện thoại di động. Thật đáng sợ khi để trẻ em một mình trong nhà, và đáng sợ hơn khi có kẻ xấu phát hiện ra điều này. Hình ảnh phía trước một cửa hàng. Một dãy xe xếp kín trên lề đường. Một dãy xe khác xếp tràn luôn xuống lòng đường. Một người đàn ông đội mũ bảo hiểm xuất hiện. Anh ta liên tục đảo mắt về phía cửa hàng. Anh ta đang tìm một ai đó chăng? Không, anh ta đảo một vòng sang góc khuất và tiến thẳng đến chiếc xe máy đắt tiền. Tần ngần một lúc, anh ta ngồi hẳn lên chiếc xe máy đắt tiền đó. Và tình huống bất ngờ xảy ra. Hành động bẻ khóa quen thuộc của những tên trộm xe. Tên trộm liều lĩnh bẻ khóa xe bất chấp sự có mặt của người phụ nữ đang đứng cách đó không xa. Sau đó một người phụ nữ khác bước ra khỏi cửa hàng. Tên trộm vẫn kiên nhẫn bẻ khóa chiếc xe máy. Còn hai người phụ nữ này dường như vẫn mải mê với công việc riêng mà không hề hay biết một vụ trộm xảy ra ngay bên cạnh của mình. Liệu tên trộm sẽ rời đi cùng với món đồ trộm được của mình như những vụ trộm mà camera cận cảnh đã từng đề cập chăng? Theo dõi lại những hình ảnh mà camera an ninh ghi lại được, ngay sau khi xuất hiện, kẻ gian nhanh chóng tiếp cận chiếc xe máy đắt tiền và bẻ khóa. Thế nhưng có vẻ không thành công, tên trộm lây hoay khá lâu với chiếc xe máy, cho đến khi người phụ nữ thứ hai xuất hiện. Tên trộm vẫn không từ bỏ và vẫn tiếp tục bẻ khóa. Thế nhưng có vẻ nhận thấy tình hình không ổn, tên trộm ra dấu cho đồng bọn đang đứng cách đó không xa đến đón và tẩu thoát. Sự liều lĩnh của tên trộm thể hiện ở việc hắn bất chấp sự có mặt hai người phụ nữ đứng phía trước cửa hàng và cách mình chỉ vài bước chân. Nhưng tên trộm vẫn táo tợn ra tay. Còn hai người phụ nữ này dường như không hề hay biết một vụ trộm vừa diễn ra trước mặt mình. Và suýt nữa, bọn chúng đã thành công.